X88 Nhà đất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà tọa lạc tại Miếu Hai Xã và đang được giao bán với giá 920 triệu, bìa đỏ chính chủ. Căn nhà có diện tích 32m², 1,5 tầng, được xây dựng chắc chắn với thiết kế hiện đại, thoáng mát, hướng Tây Nam. Nhà nằm độc lập, đầy đủ công năng nội thất hiện đại. Tầng 1 của căn nhà bao gồm phòng khách và phòng bếp thông nhau. Phần trước của tầng 1 là phòng khách được lát nền đá hoa màu trắng, hệ thống đèn điện chiếu sáng đẹp. Trước nhà có sân để xe máy rộng. Đi sâu vào bên trong ngôi nhà sẽ là không gian của phòng bếp nhỏ nhắn, sạch sẽ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Căn nhà nằm trong ngõ rộng hơn 2m, xe máy đi lại thoải mái. Xung quanh có chợ và trường học rất tiện lợi. Trên khu vực tầng trên được chia ra thành các phòng ngủ và nhà vệ sinh. Cầu thang đi lên được xây bằng gạch tối màu với thành vịn màu trắng tạo điểm nhấn. Mỗi phòng ngủ đều có trang bị đầy đủ đáp ứng mọi nhu cầu cho người sử dụng. Có lắp đặt sẵn điều hòa, giường đệm, rèm cửa sang trọng, bên cạnh còn có cửa sổ đón gió và ánh sáng tự nhiên. Nhà vệ sinh được lát đá sạch đẹp, có đầy đủ bình nóng lạnh, vòi tắm hoa sen. Chỉ với 920 triệu đồng là quý khách đã có thể sở hữu căn nhà với diện tích 32m², 1,5 tầng. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Xin chân thành cảm ơn.